Tập 18. Chủ tịch, tôi có một ý kiến. Nói nghe thử xem. Hạn ngạch thuốc quân du, thuốc Tây chỉ có thể sản xuất được một phần có hạn. Nhưng rất nhiều thuốc Đông y có thể kết hợp được với thuốc Tây. Chúng ta có hiện giờ cũng có thể có được tác dụng rất khả quan. Cẩm Dinh là công ty dược phẩm lớn nhất, cũng có tinh thần dám nghĩ dám làm nhất. Nếu có thể bỏ công ra nghiên cứu thuốc Đông Tây y kết hợp, sẽ không cần phụ thuộc vào hạn ngạch thuốc quân du của họ. Thật ra cách này tôi cũng đã từng nghĩ đến. Cách này tốt thì tốt thật, nhưng thời gian nghiên cứu thuốc Đông Tây y kết hợp quá lâu, hơn nữa tỷ lệ thành công cũng không cao. Tôi thấy bây giờ vẫn chưa phải là lúc. Nhưng mà không thực hiện bước này, mãi mãi sẽ bị chèn ép. Tất nhiên làm ăn không thể đắc tội quan phủ, nhưng mà chuyện gì cũng cần tự lực tự cường. Nếu bây giờ không thể tự nghiên cứu, phát triển sản phẩm, thì con đường sống chính của chúng ta lại bị chặn mất. Như vậy Cẩm Dinh mãi mãi không đứng lên được. Lần này nếu như không quyết tâm, thì bi kịch của Mai Thu Nguyệt có thể sẽ lặp lại nữa. Nghiên cứu thuốc mới cần có nghiên cứu khoa học, còn cần vận chuyển buôn bán, hai cái khó lớn đó. Tỷ lệ thành công bình thường chỉ có 30%. Nếu như thất bại, có nghĩa là mọi khoản đầu tư đều đổ sông đổ bể. Đường có thể đi mà thành, cô tình nguyện làm không? Tôi sẽ cố gắng hết sức. Vậy thì được, tôi sẽ cho cô danh sách thuốc khan hiếm. Từ bây giờ cố gắng nghiên cứu ra loại thuốc mới để thay thế nó. Hà Thiên, tôi có một dự cảm, hình như Trùng Dương đang ở bên cạnh tôi. Nếu như anh ấy đã không về trường ngựa, nhất định đã về thành phố rồi. Chi bằng bây giờ chúng ta đi dạo mấy bến đò trước, xem thử có thể tìm được bạn của anh ấy không. Được. Cô Trương, cô Trương à, đồ của cô này. Cô Trương, cô Trương, cô Trương à. Nha đầu, nếu như em còn không đến, anh sẽ ăn hết bỗng ngô này đó. Làm gì vậy? Tránh ra. Cô cũng đừng lo lắng quá, nhất định Trùng Dương ngại đến gặp cô đó. Hay là tôi đi cùng với cô đến chỗ làm thuốc. Nhà đầu, đây là lần đầu tiên anh mời em đi xem phim. Người ta đã vào rạp hết rồi, em còn không đến, anh ăn hết túi bỗng ngô này, phạt em không được ăn gì hết. Đây là quần áo của anh ấy. Anh ấy có về đây? Anh ấy thực sự có về đây? Nhìn cô vui đến như vậy kìa. Anh ấy cũng đâu còn là con nít nữa. Cô lo lắng cho anh ấy làm gì? Anh nói tôi lo bò trắng răng hay sao? Cả ngày hôm nay cô lo lắng như vậy, như người mất hồn. Cô nhìn xem. Cô xem đi, suốt từ đó đến giờ tay của cô vẫn lạnh như vậy. Đó là vì anh không hề hiểu anh ấy. Anh ấy là một người có lòng tự tôn rất cao.
Có lẽ anh ấy đã chịu uất ức gì đó, hơn nữa sức khỏe cũng chưa được hoàn toàn bình phục. Bạn của anh ấy đủ các hạng người, tại sao tôi lại không lo cho anh ấy được chứ? Trong lòng tôi vẫn luôn có một chuyện muốn hỏi cô. Cô xem anh ấy là gì của cô vậy? Anh ấy rất quan trọng với tôi. Tôi hiểu rồi. Nhưng mà tôi cho rằng khả năng quan sát của tôi rất tốt. Từ lúc quen hai người tới bây giờ, tôi vẫn luôn quan sát mối quan hệ giữa hai người. Nhưng tôi càng quan sát càng thấy hồ đồ. Trùng Dương rốt cuộc là bạn của cô, người thân, hay là người mà cô hết lòng chăm sóc, hay là... Tôi thấy chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Cô muốn né tránh đến lúc nào nữa đây? Lẽ nào cô muốn né tránh cả đời này sao? Tôi không né tránh. Có lẽ cô cảm thấy đây không phải là né tránh. Có thể là đến bản thân của cô cũng không biết giữa cô và anh ấy rốt cuộc có phải là tình yêu hay không. Rốt cuộc đó là gì? Tình cảm trên thế giới này có nhiều loại, tôi thực sự không phân biệt rõ được. Tôi và Trùng Dương trải qua quá nhiều chuyện. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua cực khổ, cùng nhau trải qua sống chết. Còn chuyện bây giờ anh ấy là gì của tôi chẳng hề quan trọng nữa rồi. Tôi chỉ biết tôi không thể thiếu anh ấy được. Như vậy là quá đủ. Cô có thể hồ đồ như vậy cả đời hay sao? Cho dù cô có thể thì Trùng Dương anh ta có thể hay sao? Trùng Dương cần gì cô biết hay không? Anh ấy không cần người thân, anh ấy cần là một người phụ nữ. Cô có thể lớn tiếng nói với bản thân rằng cô đã chọn anh ấy rồi không? Cô không dám. Tôi có thể hiểu được tình cảm lúc hai người sống chết có nhau, nhưng đó không phải là tình yêu. Sớm muộn gì cô cũng phải đối mặt lựa chọn. Cô đừng cho rằng cô trốn tránh, không nghĩ đến điều đó, điều đó sẽ không tồn tại. Điều đó vẫn luôn còn đó. Sẽ có một ngày cô phải đối mặt với điều đó thôi. Cô không dứt khoát với nó, nó vẫn lẩn quẩn trước mặt của cô. Tôi không biết thứ tôi thực sự muốn là gì, nhưng mà ít nhất tôi biết tôi làm hại ai cũng không thể nào làm hại anh ấy. Nhưng mà đồng tình và báo ơn không phải tình yêu, nó chỉ là một loại ràng buộc. Tôi hy vọng rằng cô có thể nhìn thấy và chấp nhận tình cảm trước mặt của cô. Sau này cô sẽ biết nó đẹp như thế nào. Xin lỗi Hạ Thiên, chúng ta không nên như vậy đâu. Đừng nói xin lỗi, tôi sẽ đợi cô, để đến ngày cô chấp nhận tôi. Tôi đã cố gắng như vậy, tôi tin rằng ngày đó sẽ không còn lâu nữa đâu.
ta nhất định sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở nơi có ánh nắng ấm áp. Tôi đây muốn kiếm tiền. Tôi muốn đưa Liên Tâm đi Nam Dương. Tôi cũng muốn kiếm tiền. Tôi muốn đi Nam Dương với Trùng Dương. Một người là côn đồ sẽ làm cho em khóc. Một người là một quý ông mang đến hoa tươi giả mát cho em. Liên Tâm mà, em muốn ai chăm sóc cho em đây? Em sẽ chọn ngay đây. Trùng Dương, bị cô bạn gái không hiểu tình cảm của anh biểu môi quay đi rồi hay sao? Xem bạn gái của tôi đối với tôi rất tốt này. Lại nói bậy bạ nữa rồi. Anh đẹp trai, nếu như anh thấy buồn thì đi chơi với em nha. Anh ngốc à, muốn chết cũng không thể làm ma đói. Bạn gái của tôi có tiền, vui vẻ cho tôi tiêu. Chúng ta đi mượn rượu giải sầu được không? Có điều uống rượu ngoại thôi, xem anh có dám hay không. Đừng nói rượu ngoại, dầu ngoại tôi cũng dám uống. Đi. Được, đến nhà bạn gái của tôi lấy cho anh một bộ âu phục đã. Chúng ta chơi vui vẻ, chơi khắp Thượng Hải này một lượt. Trên báo nói Hải Lão Đại lúc bị bắt bị thương, hôm qua vượt ngục. Chị thấy khả năng của cái bẫy này là bao nhiêu? Nếu như cậu là một con cá, chỉ cần có một hy vọng có thể bơi về biển lớn, thì cậu cũng sẽ mạo hiểm đúng hay không? Đúng. Cho dù xảy ra chuyện gì, tôi hy vọng rằng chị cũng giả vờ không biết. Vì Cẩm Vinh được không? Cậu với Hải Lão Đại hẹn gặp mặt nhau ở đâu? Bến đò Giang Dân sông Tô Châu. Mà chị hỏi chuyện này để làm gì? Tôi đi thay cậu. Không có được. Chị vì đảng cống hiến quá nhiều rồi. Tôi không thể để chị mạo hiểm thêm lần này nữa. Tôi ở bến Thượng Hải này dù gì cũng có ít địa vị. Nếu không có chứng cứ, bọn họ không dám động đến một cọng tóc của tôi. Tôi đi chẳng qua chỉ là bối rối, khó xử. Nhưng mà cậu đi có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó. Nhiều năm trước, người của các cậu ở Thập Lục Phố cứu được một người con gái gặp nạn. Mấy năm nay, người đó nhìn thấy các cậu tấp tấp người của đảng Cộng sản vì lòng tin. Người trước hy sinh, người sau hăng hái tiến bước. Cho nên bây giờ cô ấy quyết định, cô ấy không thể ngồi yên được nữa. Rượu này,
ngủ ngon nhé. Lần này để tôi thay cậu đi gặp mặt vậy. Tiểu Tuệ, giám sát trưởng, trùng hợp vậy. Tôi hy vọng rằng bà cho tôi một lời giải thích hợp lý. Tại sao bà lại xuất hiện tại đây? Lẽ nào ông đã quên thật rồi hay sao? Đây là nơi chúng ta lần đầu tiên gặp mặt. Làm sao mà tôi có thể quên được? Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, ông cứu tôi một mạng. Tôi vẫn còn nhớ hôm đó ông mặc một bộ quân phục. Tôi nghĩ nhất định ông là thần hộ mệnh do ông trời phái đến để bảo vệ cho tôi. Tôi còn nhớ lúc tôi cứu bà sống chết gì cũng không chịu đi. Tôi dùng thảo dược cứu được 14 thiền viên trúng độc. Bác sĩ trên tàu lại du quan đổ tội cho tôi. Tôi không phục. May mắn ông đến đúng lúc, giúp tôi chủ trì công đạo. Bà đó, đến hôm nay tính cách vẫn kiên cường như trước, không chịu thua một chút xíu nào. Vậy bà có biết lúc đó tại sao tôi lại không chút do dự mà cứu bà hay không? Ông là nam tử hán đại trượng phu, nhìn thấy cô nhi quá phụ bị ức hiếp, tất nhiên phải ra tay tương cứu rồi. Không đúng. Tôi là gì? Lúc bà đối diện với cái chết vẫn không chút sợ hãi. Tiểu Tuệ, trong tất cả những người phụ nữ tôi gặp, bà là người cứng rắn tự tin, cũng là người kiên cường nhất. Thời gian trôi nhanh như vậy, hôm nay bà đã là nữ trung hào kiệt có tiếng lẫy lừng. Cẩm dinh của bà nổi tiếng ở bến Thượng Hải. Còn tôi thì đã già rồi. Tôi lại thấy ông gái trai đề quệ, hôn nhân trọn vẹn. Còn tôi giống như mười mấy năm trước vậy, cô đơn một mình đưa con gái đi lang thang kiếm sống. Tiểu Tuệ, bà còn chưa trả lời tôi. Tại sao bà lại đến đây? Bởi vì tôi nghe nói ông muốn quỷ đơn đặt hàng cung cấp quân nhu của Cẩm Dinh. Tôi nhất thời có tâm trạng ra đây hít thở hóng gió chút thôi. Có một người là Hải Lão Đại chết trong ngục. Chúng tôi để lộ tin ông ta vượt ngục nhắm vụ bắt người liên lạc với ông ta. Chuyện chính trị của ông tôi không quan tâm, và cũng không muốn quan tâm. Chính trị là trò chơi của đàn ông các ông. Tôi không muốn dính dáng đến bất cứ chuyện gì trong đó. Chuyện Mã Côn uy hiếp bà, lừa được người khác, nhưng mà không lừa được tôi đâu. Tiểu Tuệ, bà là người như thế nào tôi hiểu quá rõ. Năm đó người bác sĩ trên tàu trói bà trên cột cờ ở bến đò, muốn phơi chết mà. Con gái nhỏ khóc ngoe ngoe bên cạnh, bà cũng không chịu khuất phục. Lẽ nào bà lại bị Mã Côn dọa? Vậy nên ông bảo Triệu Thông đến uy hiếp tôi. Rõ ràng ông biết nếu thu nhập chỉ dựa vào Đông Y, Cẩm Dinh khó mà duy trì được. Ông lại bất chấp mọi thứ, đem điểm yếu của Cẩm Dinh đưa cho tên quỷ háo sắc Triệu Thông. Là vì bà với Mã Côn ép tôi phải làm như vậy. Tiểu Tuệ, chỉ cần bà nói thật với tôi thân phận của Mã Côn và hành động của cậu ta, tôi đảm bảo không ai dám làm khó bà. Sở quân du cũng sẽ tăng 30% đơn đặt hàng với Cẩm Dinh. Giám sát trưởng à, không phải ông muốn tôi gạt bỏ lương tâm du quan cho Mã Côn để kiếm tiền bẩn đấy chứ? Tiểu Tuệ, chuyện hôm nay, niềm tình cũ giữa chúng ta, tôi có thể tha cho bà.
Nhưng mà trước khi Mã Côn rút khỏi hội đồng quản trị, tôi tuyệt đối sẽ không giúp đỡ cho Cẩm Dinh. Vậy thì tôi đã hiểu rồi. Chúng ta mỗi người tự bảo trọng đi. Bà chủ, cậu muốn đi à? Phải đó. Tổ chức thông qua sóng ngắn phát cho tôi tin tức liên lạc. Đây là cơ hội cuối cùng của tôi. Nếu còn không tìm được cấp trên, tôi sẽ bị ngủ đông vô thời hạn. Tôi biết Hải lão đại đã hy sinh ở trong ngục rồi. Tin tức ông ta vượt ngục vốn dĩ chỉ là một cái bẫy giăng ra để bắt cậu thôi. Lúc này cậu nên ngủ đông, đợi mùa xuân tiếp theo. Tôi không đợi được nữa. Bây giờ tình thế đấu tranh gay gắt, Genjosa có thể còn có âm mưu gì khác. Tôi bắt buộc phải tìm được tổ chức. Tôi chỉ biết con đường của cậu quá nguy hiểm thôi. Tìm được tổ chức rồi, bây giờ tôi tìm được một mạng lưới mạnh nhất, đem tất cả sức mạnh tập hợp lại. Tôi không hề cô độc. Hơn nữa, đây còn là dao nhọn và lá chắn bảo vệ cho Cẩm Dinh. Tôi có khả năng đối kháng với địch. Thứ vô giá này lúc gặp nạn có thể sẽ giúp cho cậu gặp dữ hóa lành. Cảm ơn chị. Bảo trọng. Đừng đi mạo hiểm một mình nữa. Khả năng kháng bệnh của cây quắc hương quả thật có thể nghiền thành bột cho vào nước. Nhưng cáu cặn phải làm sao đây? Chủ tịch à, tại sao bà lại tới đây? Tôi thấy cô sắp điên mất rồi. Thời gian quả thật rất gấp, nhưng mà sức khỏe của cô còn quan trọng hơn, biết không? Gặp phải vấn đề khó, làm cách nào cũng không giải quyết được. Tôi thấy khó chịu không yên đâu. Thôi ra ngoài đi dạo đi. Dáng vẻ của cô lao vào công việc như vậy rất giống tôi lúc trẻ đó. Sao tôi có thể so sánh được với bà? Thực ra từ lúc đến bến Thượng Hải đến đây, người tôi kính trọng nhất chính là bà. Người có thể phát triển Cẩm Dinh lớn mạnh. Tôi vẫn luôn mong ước trở thành người như bà. Thực ra lúc đầu Cẩm Dinh chỉ được dựng bên trong một căn nhà xưởng đổ nát. Có được thành tựu như ngày hôm nay không phải công lao của một mình tôi đâu. Còn có một người khác nữa. Người đó cũng là một phụ nữ. Ngày đầu tiên Cẩm Dinh khai trương, ngoài cửa bỗng nhiên xuất hiện một sản phụ bị động kinh, gãy hai chân, thở thoi thớt. Lúc đó tình trạng của cô ấy rất nguy hiểm. Vậy tại sao cô ấy lại đến trước cửa công ty vậy? Đây chắc là thủ đoạn tàn nhẫn của đối thủ. Họ muốn dùng cách này để đập vỡ bản hiệu của chúng ta. Nhưng phải cứu cô ấy như thế nào? Tôi thực sự không chắc chắn.
Chính vào lúc này, giữa chỗ đông người xuất hiện một người phụ nữ. Là người bà nói đến hay sao? Bà tên là Tinh Như. Bà là dược sĩ cao cấp tốt nghiệp tại Anh. Chúng tôi kết hợp y học Trung Quốc và phương Tây, cứu sống được người phụ nữ mang thai kia. Lúc con cô ấy đầy tháng, cô ấy còn có thể chống gậy, đứng lên được. Kỳ tích này trở thành biểu hiệu sống của Cẩm Vinh lúc đó. Mọi người giỏi thật đấy. Có thể nói Tinh Như là kỳ tài dược học phương Tây. Theo lời kiến nghị của bà ấy, chúng tôi nhập khẩu máy móc gia công, còn xây nhà đông lạnh, đem những loại thuốc đông y dễ biến chất đông lạnh lại. Chuyện này lúc đó là chuyện mới lạ, cho nên danh tiếng của Cẩm Vinh ngày càng lên cao. Từ đó công việc làm ăn ngày càng phát đạt. Vậy bây giờ bà ấy đâu rồi? Đáng tiếc tôi không có duyên để gặp được. Có một hôm, bỗng dưng bà ấy nói bà ấy muốn xin nghỉ dài hạn. Lúc tôi cảm thấy không ổn, đi tìm bà ấy. Bà ấy đã bị buộc tội giết người không thành, bị nhốt vào trại tạm giam. Tôi bảo lãnh bà ấy ra ngoài, nhưng bà ấy giống như trở thành một người khác vậy. Mắt bà ấy đờ đẫn, người đầy vết thương. Bà ấy không phải là Tinh Như đầy sức sống mà tôi quen biết. Vậy là ai hại bà ấy ra nông nỗi này? Tôi cũng không biết. Bà ấy chỉ nói là tình yêu. Ngày hôm sau bà ấy đã lén lút bỏ đi. Từ đó về sau, tôi không còn gặp lại bà ấy nữa. Bởi vì tình yêu, bà ấy trở nên điên loạn, thân xác và tinh thần đều mất hết rồi hay sao? Thành tựu của bà ấy có lẽ sẽ hơn hẳn tôi. Nhưng vì tình yêu không lý trí, bà ấy đã lãng phí thanh xuân và tài hoa của chính mình. Còn có tình bạn của chúng tôi, Liên Tâm mà, tôi thấy gần đây cô có nhiều tâm trạng lắm. Nhớ lấy lời tôi, đường danh lợi ở bến Thượng Hải giống như leo núi vậy. Phải đi về phía trước, không được lưu luyến quá khứ, do dự không quyết. Tình yêu nên là trợ lực, chứ không phải lực cản kéo chân cô. Chủ tịch thực sự làm khó mình rồi. Đây thực sự là thiên thư. Mình thực sự đọc không hiểu, trừ khi tìm được Tinh Như xin giúp đỡ mới được. Đồ ăn ngoài, đồ ăn ngoài đây. Đồ ăn ngoài đâu? Đồ ăn kiểu Tây tìm người. Đây chắc là thứ cô cần đó. Đúng là có chuyện gì cũng không giấu được anh. Từ Tinh Như, hộ khẩu Thượng Hải. Không có. Đăng ký nơi ở. Không có. Đăng ký thuế vụ cũng không có. Thậm chí đến người bị bà ấy giết hại không thành năm đó cũng không điều tra ra được. Tinh Như này còn thần bí hơn cả cô đó. Quyển sách thiên thư kết hợp Đông Tây Y này chỉ có tìm được Tinh Như mới có thể phá giải được. Nhưng đã lâu như vậy rồi, đến chủ tịch còn không có tin tức của bà ấy nữa mà. Thay vì ở đây lo lắng, chi bằng đến phòng tài liệu của cục cảnh sát xem thử. Nó không chừng manh mối về Tinh Như sẽ có trong tư liệu vụ án giết người không thành năm đó.
Anh Hạ, phiền anh rồi. Mấy năm trước, lúc tôi tốt nghiệp ở Đại học Đức, muốn giành hạng nhất, đã từng làm liều. Tối nay tôi tình nguyện vì cô làm liều một lần. Tin Như ở trại tạm giam bị hành hạ thương tích đầy mình. Sau khi bà ấy ra tù sẽ như thế nào? Bà ấy không về Anh Quốc ngay, còn rời bỏ người bạn duy nhất Từ Tuệ. Bà ấy ở lại có phải muốn một mình tiếp tục báo thù người đàn ông đó? Thì ra là như vậy. Anh phát hiện ra gì sao? Tôi hứa với cô nhất định sẽ giúp cô tìm được Tinh Như. Cảm ơn anh. Nhanh như vậy đã ăn xong rồi. Ăn xong sớm thì có thể sớm đi tìm Tinh Như. Chuyện em nói với anh, ngoài Tinh Như ra thì không còn gì khác nữa hay sao? À đúng rồi, sau khi đọc tài liệu về Tinh Như, anh có phát hiện ra gì hay không? Từ tài liệu có thể thấy được, lúc nhỏ Tinh Như đã được một người dì ở Anh Quốc nhận làm người thừa kế. Mặc dù cuộc sống của bà ấy khá tốt, nhưng mà về tình cảm, bà ấy chưa từng có được hạnh phúc. Cho nên bà ấy vẫn hy vọng rằng biến tình cảm trở thành một phương thức chữa trị cho người cô đơn. Sau đó bà ấy gặp một người đàn ông, bà ấy yêu người đó sâu đậm. Người đàn ông đó cũng là tình đầu của bà ấy. Bà ấy muốn kết hôn với người đó. Sau khi đề xuất, người đàn ông đó lạnh nhạt từ chối bà ấy. Cho nên bà ấy muốn cùng chết với ông ta. Chính vì vụ án này, bà ấy mới bị vào trại tạm giam. Ở trại tạm giam, không biết người đàn ông đó dùng tiền hay thủ đoạn gì. Lúc bắt Từ đi tìm bà ấy, 8 tiếng trước khi bảo lãnh bà ấy ra, đánh bà ấy đến mức phải sinh non trong trại tạm giam. Yêu gì cô đơn, đúng làm người ta chua xót. Cô sẽ không hiểu sự cô đơn thấm sâu vào xương tủy đâu. Ở đất khách quê người, ánh nhìn vô cảm của người Tây, nỗi nhớ nhà làm cô phát điên. Chỉ có thể uống cà phê đắng, âm thầm chịu đựng mà thôi. Đây chính là nỗi cô đơn lúc anh đi du học hay sao? Giống như cà phê đắng. Thôi nói về chuyện của Tinh Như đi. Sau đó bà ấy bị bắt 4 lần vì tội ăn trộm. Lần nào cũng giải quyết riêng bằng khoản tiền chuộc rất lớn. Nếu bà ấy có tiền để giải quyết riêng như vậy thì tại sao lại phải trộm đồ? Trộm cắp thực ra là một loại bệnh tâm lý. Bà ấy hy vọng thông qua cách làm hại bản thân, theo tôi thấy chắc là muốn trốn tránh hiện thực. Có lẽ tôi có thể tìm được cách để Tinh Như quay về Cẩm Dinh. Cô xem, phòng trọ Tinh Như đang sống ở trong tòa nhà trước mặt cô đó. Vậy bây giờ chúng ta qua đó luôn đi. Không cần phải vội. Cuộc sống của bà ấy rất chán chường, dâm loạn mỗi đêm. Bây giờ không chừng còn đang ở sàn nhảy nào đó, chơi vui không biết đến mức nào rồi. Chúng ta ở đây đợi bà ấy nhất định có thể đợi được. Mấy ngày nay tôi bận nghiên cứu thuốc mới, không có thời gian tìm Trùng Dương. Tôi thực sự hơi lo cho anh ấy đó. Cô lo lắng quan tâm tới anh ta. Nhưng mà còn anh ta, lâu như vậy không đến tìm cô chứng tỏ cái gì? Không, tôi rất hiểu Trùng Dương. Anh ấy sẽ không thay đổi. Anh ấy không đến tìm tôi nhất định có nguyên nhân. Nếu như Trùng Dương thật sự thay đổi rồi,
Đi, quy tắc của anh ta. Từ hôm nay tôi sẽ trở lại là chính mình. Đúng vậy. Người ta thiên nga trắng leo cành cao rồi, anh còn là con gốc ghẻ làm nền. Người kiểu gì vậy? Chê. Đúng vậy anh đẹp trai. Anh đẹp trai à? Khắp nơi nơi, đâu đâu chẳng có cỏ thơm. Thượng Hải lớn như vậy, đâu đâu cũng là gái đẹp hết. Trùng Dương, anh có dám đi chơi đêm Thượng Hải hay không? Có nơi nào tôi không dám đi chứ? Đi. Trùng Dương, anh không được đi với họ. Anh làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Anh mau đuổi theo họ đi. Anh điên rồi hay sao? Anh mau lấy xe đuổi theo họ đi. Tôi không đuổi đó. Được, tôi tự đi. Liên Tâm, Liên Tâm à, cô tỉnh lại đi. Anh ta không cần cô mà. Anh không thấy Trùng Dương đi theo người thế nào sao? Anh ấy sao có thể biến chất như vậy? Nhưng mà lúc nãy cô cũng thấy anh ta lựa chọn sống cuộc sống như thế nào mà. Không, đó vốn dĩ không phải là cuộc sống anh ấy muốn sống. Liên Tâm, mọi người đều trưởng thành hết rồi, phải có trách nhiệm với hành vi của bản thân. Cô và anh ta vốn không chung đường. Trùng Dương là Trùng Dương, cô là cô. Tại sao cô phải thay đổi anh ta? Anh Hạ, không phải anh vẫn luôn tò mò về quá khứ của tôi hay sao? Thật ra bây giờ tôi có thể nói cho anh biết, quá khứ của anh là một ly cà phê cô độc. Nhưng mà tôi với Trùng Dương không như vậy. Quá khứ của tôi và Trùng Dương không chỉ gắn bó cùng với nhau mà còn có máu và nước mắt. Anh giống như sẽ không hiểu được. Chúng tôi có vấn đề khó chúng tôi cần giải quyết, có sự nỗ lực năm này sang năm khác. Tôi cũng có người tôi muốn bảo vệ. Tâm trạng của tôi đang loạn hết lên rồi, anh có biết hay không? Tôi chỉ muốn giúp cho cô thôi. Nếu như anh thực sự muốn giúp cho tôi thì mong anh để tôi đi tìm Trùng Dương một mình. Tôi cảm ơn. Đẹp quá, đẹp quá. Đi, đi nhảy. Được rồi, đừng có uống nữa. Nhảy đi. Đợi anh lâu lắm rồi đó. Đi thôi, lên nhảy. Đúng rồi, giao cho cô đó. Xin lỗi anh Long, anh đừng đi. Chúng ta nhảy tiếp đi. Quan tâm cô ta làm gì? Được, được, được. Nhanh. Dây chuyền của tôi đâu rồi? Dây chuyền tôi đâu?
Dây chuyền của tôi đâu? Chắc chắn là người phụ nữ lúc nãy giết cô ta cho tôi. Trùng Dương, Trùng Dương, đứng lại, đứng lại, ở yên đó, muốn chạy đi đâu? Tiểu tử, trái dây chuyền vàng lại cho tôi. Ai lấy cái dây chuyền vàng đứt của ông? Tên này còn ngang ngược đúng hay không? Giết nó cho tôi. Cái đám vô dụng các người, phải để tôi ra tay hay sao? Tiểu tử, chuyện này chưa xong đâu. Còn nằm đó làm gì? Đi thôi, đi mau, đi mau. Ai đỡ tôi đi? Chưa xong đâu, chuyện này vẫn chưa xong đâu.